Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán tăng thầy lợi nha các bạn. Thì hôm nay mình nói về phân tích đa thức thành nhân tử hai biến. Thì cũng giống như phân tích đa thức thành nhân tử mà thôi, thì có bốn dạng cơ bản. Đó, thứ nhất đó là đặt nhân tử chung. Thứ hai đó là dùng hằng đẳng thức. Thứ ba là nhóm. Thứ năm là kết hợp. Còn những dạng khác đó là dạng nâng cao hoặc là dạng thêm nha các bạn, được chưa? Thì câu A các bạn dùng phương pháp đặt nhân tử chung, đặt nhân tử chung nha các bạn. Thì các bạn quan sát nè, từng đơn thức, các bạn quan sát từng đơn thức nè, đây, thì nó có thứ nhất nó chung 2, 2, 2 mang 2 ra, chung a mang a ra hết rồi, nhân mở ngoặc liền. Và các bạn lấy bút bỏ 2 nè, bỏ A còn X nè, tới dấu trừ, bỏ 2, bỏ A còn là Y nè, bỏ 2, bỏ A. Và các bạn nhớ mang hết còn lại số 1. Ok chưa? Tương tự bài B, đó là bài phương pháp nhóm trước, xong rồi đặt nhân tử chung. Thì ta lấy nè, đây với đây thành một nhóm, và đây với đây thành một nhóm. Thì hai thằng này có chung gì ạ? Chung x mang x ra, x bình mà mang x, hai cái chữ x, bỏ một chữ x ra còn lại một chữ x, đây bỏ x còn lại chữ y cộng. Hai thằng này có chung số 2, mang số 2 ra ngoài còn lại x trừ y. Rồi hai thằng này có chung gì ạ? Chung x trừ y, các bạn mang x trừ y ra, bạn làm nhân tử chung, nhân mở ngoặc còn lại x còn lại 2. Ok chưa ạ? Rồi, bạn nào có những bài tập liên quan về phân tích đa thức thành nhân tử mà chưa giải quyết được hoặc là khó, các bạn cố gắng comment ở phía dưới, mình sẽ hướng dẫn nha các bạn. Rồi, thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp đỡ để lỡ khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.